quý vị đang thưởng thức phiên bản hình ảnh chất lượng 4K. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức của tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa, không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bất tuân dân sự. Vâng, chúng ta lại gặp nhau trong tình yêu thương nhân ái khi nhìn về quê hương đất nước dân tộc. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mến chào quý cô chú bác anh chị từ quốc nội ra tới hải ngoại đang dừng lại bản tin tuổi trẻ yêu nước như ngày 16 tây tháng 8 2019. Thưa quý cô chú bác anh chị, khi chúng ta nhìn về hiện tình đất nước và chúng ta cố gắng bóc tách từng mảng của xã hội này thì chắc chắn rằng từng mảng nó sẽ vỡ vụn ra trong cái sự tiếc nuối và đau đớn tận cùng khi chúng ta chứng kiến sự thật một cái thảm trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Chính vì thế mà mới hôm qua đây thôi, một ngày thôi thưa quý cô chú bác anh chị, cái clip của hai em bé sống giữa bầy súc vật của Facebooker Lê Thúy Bảo Liên và Lê Bảo Nhi vừa đăng lên thì cho tới nay đã có trên dưới 30.000 lượt view và trên dưới 600 lượt share. Chúng ta đã thấy được rằng cái hiện trạng xã hội ngày hôm nay nó nhức nhối và người ta muốn tìm hiểu được cái sự thực ở đây nó là gì và sẽ xót thương rồi cùng nhau lên tiếng để cứu lấy những mảnh đời bất hạnh của xã hội này. Một lần nữa, bản tin đầu ngày, Trường Vũ Anh Bình mới mời quý cô chú bác anh chị đi cùng Facebooker Lê Thúy Bảo Nhi và Lê Bảo Nhi. Hai bé gái sống giữa bầy súc vật. Bài viết từ nguồn tác giả Facebooker Lê Thúy Bảo Liên, Lê Bảo Nhi. Vì danh phận của các bé nên bài viết xin mượn tên giả. Bé chị tên là Ngọc, sinh năm 2003. Bé em tên là Hoa, sinh năm 2005. Nhà ở ấp 9 An Trường A, huyện Càng Long, Trà Vinh. Ba mẹ chia tay, hai em sống với bà nội, cha, cô dượng và chú út. Ngay từ lúc 12 tuổi, Ngọc đã bị tên Hiếu, bạn nhậu của chú út cưỡng hiếp nhiều lần, mỗi khi đến nhà chơi và ngủ lại. Dượng ba em cũng vậy, cưỡng hiếp em nhiều lần và dâm ô hàng ngày trong nhà. Khi bà nội bắt gặp, thay vì tố cáo kẻ ác, bà nội còn đe dọa cấm em không được mét cha. Khi em Ngọc lên tiếng tố cáo, thì cả nhà quát mắng cho là em bôi trơ trát trấu lên mặt họ. Sau nhiều năm liền giày vò thân thể, chà đạp nhân phẩm, đánh cướp tuổi thơ của các em, giờ chúng đang ra sức bịt miệng em để cố giữ lại cái mặt nạ người của bọn chúng, bọn quỷ dữ đội lốt người. Hiện tại, Ngọc đã tạm lánh khỏi nhà họ. Ở tuổi 16, em đã có ý thức về quyền được sống làm con người, tránh xa căn nhà ô nhục đó.
Nhưng còn bé em 14 tuổi, tôi quyết làm cho ra lẽ chuyện này để cứu bé Hoa đang nằm trong nanh vuốt của loài quỷ dữ. Mong các cấp ngành có trách nhiệm ở Trà Vinh phải có biện pháp xử lý bọn ấu dâm. Xã nông thôn mới có thể còn người nghèo, nhưng không thể tồn tại loại người nghèo nhân tính vô pháp vô thiên. Bài viết của tác giả Facebooker Lê Thúy Bảo Liên và clip của Đặng Thanh. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2003, sống ở xã An Trường nha. Em có thể kể về cuộc sống em từ bé đến giờ không? Lúc nhỏ là khi em biết chuyện là cha đã bỏ em và em gái để cho bà nội với ông nội với chú. Em học tới lớp mấy? Em học tới lớp 9. Tại sao em nghỉ học vậy? Do bà nội bắt em thôi học để làm phụ công chuyện nhà để nuôi em của em. Em bị dâm ô hồi năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em bị dâm ô là hồi năm em 12 tuổi. Người dâm ô em là ai? Là ông Hiếu. Có quan hệ thế nào với gia đình em? Đó là bạn của chú Út với bà nội. Hoàn cảnh khi ông Hiếu thực hiện hành vi dâm ô là như thế nào? Hôm đó là ông Hiếu đến nhà chơi, nhậu với chú. Rồi chú có điện thoại, chú có điện thoại. Thì ông Sáu điện vô là nói là ông Hiếu đi chung với chú. Rồi khoảng 11, 12 giờ thì ông Hiếu và chú về. Thì ở nhà ngủ ở trên rồi. Rồi ông Hiếu với chú mới đi lên nhà trên ngủ. Thì tới lúc mà chú ngủ say á thì ông Hiếu á, ổng bầu qua mùng và thực hiện hành vi dâm ô nha. Nhà cả nhà có ai biết chuyện đó không? Sáng hôm sau em nói với bà nội và cô ba. Thì bà nội lại nói là chuyện đó là im đi. Mày mà nói ra là cha mày giết chết người ta là cha mày ở tù. Ông Hiếu này khoảng bao nhiêu tuổi? Ông Hiếu năm nay khoảng 50 mấy tuổi, đang làm việc ở Bình Dương. Ông Hiếu này đã thực hiện hành vi đối với em bao nhiêu lần? Ông Hiếu này thực hiện hành vi với em là rất là nhiều lần. Nhưng trong những lần bị phát hiện là bao nhiêu lần? Hai lần. Lúc đó ông có phản kháng gì khi ông Hiếu thực hiện hành vi đó không? Dạ có, nhưng mà không chống cự lại được. Ngoài ông Hiếu ra còn ai thực hiện hành vi đó tương tự giống với em không? Dạ có Dưỡng Ba của em. Dưỡng Ba thực hiện bao nhiêu lần đối với em? Cũng rất là nhiều lần. Có lần nào bị gia đình em phát hiện hay không? Lúc em đi đám cưới ở ngoài nhà Út Kha. Nhà của Út Kha là chính là nhà mẹ ruột của Dưỡng Ba em. Ba em thực hiện như trong hành vi ở trong hoàn cảnh như thế nào? Là lúc em ngủ trên giường á thì Dưỡng Ba chui qua mùng rồi Dưỡng Ba thực hiện hành vi dâm ô, nhưng bà nội em mở cửa vào á thì Dưỡng Ba lại bỏ chạy. Bà nội có nói gì không? Bà nội em không nói gì Dưỡng Ba hết, nhưng mà lại sáng hôm sau lại la em. La như thế nào? Nói là mày xàm đi rồi cha mày chặt cái đầu của mày. Ngoài lần đó ra còn lần nào bị phát hiện nữa không? Dạ còn. Lần nào? Là lúc ở trong nhà của nội em là em đang ẵm em bé. Rồi em gọi video với anh Thanh thì Dưỡng Ba lại ôm hung và đè bóp ngực em. Anh Thanh anh thấy rồi anh chạy xe vô thì mọi người lại chạy ra là la mắng anh Thanh với em. Rồi còn nói dối là uống nước trà và nói là chứng kiến hết sự việc nhưng Dưỡng Ba không có làm gì em. Rồi lúc anh Thanh ra về rồi thì em có bị la mắng gì không? Lúc anh Thanh về là mọi người xúm nhau chửi em rồi la mắng em với anh Thanh. Ở nhà đó em có cảm thấy an toàn không? Ở trong nhà đó em thấy sống không an toàn chút nào. Còn hôm trước anh có nghe nói là em gái em cũng bị hành vi tương tự, em có thể cho biết em gái em bị những ai dâm ô không? Em gái em sinh năm bao nhiêu ạ? Em gái em sinh năm 2005. Dạ có, đó là ông Mười Đức là cha nuôi. Nhận em gái em là con gái nuôi. Ngoài ông Mười Đức ra còn ai nữa không? Có Dưỡng Ba. Rồi ông Mười Đức thì dâm ô trong hoàn cảnh thế nào đối với em gái em?
ông em gái em á thì qua phòng bên sân banh của ông chơi, rồi ổng làm gì em cũng không biết nữa. Còn Dưỡng Ba? Dưỡng Ba thì bóp ngực em gái em 2 lần. Mong muốn của em sau này có muốn nhờ anh hoặc là mọi người hoặc là tổ chức nào đó giúp đỡ không? Dạ, mong muốn em là sau này là nhờ anh Thanh với mọi người giúp đỡ cho em và em gái mình. Có muốn pháp luật vào cuộc không? Dạ muốn. Rồi, cảm ơn em. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, chúng ta đã thấy rõ rằng là cái vụ linh nứng giải quyết chưa tận đâu tới đâu. Rồi mới đây là cái vụ bé gái 6 tuổi bị người dì ghẻ dẫn vào khách sạn để cho người khác hãm hiếp cháu. Rồi lại cái tình trạng là hai chị em cô bé này lại rơi vào cái thảm trạng của xã hội. Một cái thảm trạng mà là nỗi đau cho những ai phải chứng kiến cái sự uất nghẹn của các cháu ở đây. Khi mà những người đang đương quyền điều hành quản trị đất nước Việt Nam này, họ lại cứ cho rằng là những điều đó nó không thuộc về trách nhiệm của họ, để rồi xã hội ngày càng đi vào những cái ngõ cụt hơn về cái tệ nạn. Hay là bên cạnh đó, mới đây là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Tấn Dũng phát biểu cái đường sắt Cát Linh Hà Đông bị đội lên hàng chục ngàn tỷ đồng là do cái vấn đề tính toán sai lầm ở đây. Rồi bên cạnh đó là thông tin truyền thông lại cho cái mạng xã hội Việt Nam cái lượt người thâm nhập vào là trên 65 triệu người dân. Còn mạng xã hội của nước ngoài thì là con số 90 triệu. Thực sự mà nói, Việt Nam luôn cao ngạo về cái vấn đề là những cái thành quả họ làm ra được. Nhưng mà cái thành quả đó có kết quả hay không thì là một cái điều mình cần phải suy xét. Thì một cái góc độ nhỏ rằng mùa này là mùa báo hiếu, Vu Lan. Thực sự mà nói, đây là cái góc độ ta đang đề cập đến tín ngưỡng tự do tôn giáo. Thì Trần Vũ Anh Bình không biết nói gì hơn, mến mời quý cô chú bác anh chị đi cùng nhà báo Đàm Ngọc Tuyên để nghe tự thuật của anh về hiện trạng tín ngưỡng tự do tôn giáo. Xin mời quý vị. Nhà cầm quyền ngăn cản Chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cử hành đại lễ Vu Lan. Bài viết từ nguồn tác giả Đàm Ngọc Tuyên trích theo Nhà Nam Media. Trong mùa lễ Vu Lan 2019 này, để thể hiện tinh thần như tuyên bố tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%, cho nên nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành ngăn cản quấy phá nhiều nơi, nhiều chùa khi tổ chức cử hành đại lễ Vu Lan theo tín ngưỡng truyền đời của Phật giáo và người phương Đông. Theo ghi nhận trực tiếp, gián tiếp của chúng tôi, có ít nhất 3 nơi, một tỉnh thức và 2 chùa trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị nhà cầm quyền ngăn cản khi chư tăng tín đồ, người dân cử hành đại lễ Vu Lan năm nay. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội truyền thừa Phật giáo chính thống, nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam không thừa nhận. Khi họ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo trá hình từ năm 1981 qua điện thoại, chúng tôi kết nối được với Thượng tọa Thích Đồng Quang. Ông cho biết, trưa hôm ngày 15 tháng 8, tức là ngày rằm tháng 7 theo âm lịch, thì chính quyền và công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã đến ngăn cản quấy phá khi Thượng tọa và một số tín đồ cúng lễ Vu Lan xá tội vong nhân ở trên chính đống đổ nát, khi ngôi chùa Linh Sơn do ông chủ trì bị chính quyền sở tại lén lút đập phá hồi trung tuần tháng 1 năm nay. Chùa Linh Sơn tọa lạc ở đỉnh dốc Đắc Múc, xã Pleikan, tồn tại hơn 10 năm trước khi nó bị chính quyền lén lút đập phá khi chủ trì đi chữa bệnh ở Huế. Lý do chính quyền đưa ra khi tiến hành cưỡng chế đập chùa nhưng lén lút vì xây trái phép, đó là cách mà họ che giấu tội ác của họ gây ra. Còn lý do thực sự, bởi vì trụ trì Sơn Linh Tự là tu sĩ Phật giáo nên ông chỉ lạy Phật chứ không lạy Cộng sản. Như Thượng tọa cho biết khi trả lời truyền thông tự do, lúc chùa bị triệt hạ, lý do này đã được chứng thực rõ ràng
bằng việc chính quyền hôm nay cho công an đến quấy phá Phật tử khi đến nơi đây dâng lễ cúng. Cũng trong ngày 14 tây tháng 8, nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, chính quyền huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng cho công an đến tỉnh thất Đạt Quang, ấp 2B, xã Bầu Lâm để quấy phá với mục đích ngăn cản Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng Chư Tăng cử hành đại lễ Vu Lan ở đây. Buổi trưa, tối cùng ngày, hàng chục an ninh huyện Xuyên Mộc cũng đến quấy phá, tương tự khi Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng Chư Tăng cử hành đại lễ Vu Lan ở chùa Phước Bửu Tự, ngôi chùa do Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước trụ trì. Sự việc mà nhà cầm quyền vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân xảy ra ở Phước Bửu Tự đã được chúng tôi trực tiếp chứng kiến. Trước những sự việc mà nhà cầm quyền ngăn cản, quấy phá, không cho Hòa Thượng Thích Không Tánh nói riêng và tu sĩ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cử hành đại lễ Vu Lan 2019, Hòa Thượng Thích Không Tánh đã dành cho chúng tôi ít thời gian ngắn ngủi để chia sẻ đến tất cả chúng ta quan điểm của Hòa Thượng về việc này. Khi mà hôm 9 tây tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lên tiếng tại một hội nghị ở Đà Nẵng và nói rằng tôn giáo trong nước cần đồng hành và hợp tác với chính phủ trong việc xây dựng đất nước, là một tôn giáo luôn quan tâm đến tình hình đất nước và dân tộc như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng luôn bị bách hại như vậy. Tam ân, nhà cầm quyền Bà Rịa Vũng Tàu ngăn cản Hòa Thượng Thích Không Tánh cử hành đại lễ Vu Lan. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14 tây tháng 8 2019, nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, khi Chư Tăng ở tỉnh thất Đạt Quang tổ chức cử hành đại lễ Vu Lan hàng năm. Lễ Vu Lan còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những đại lễ chính của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Ngày đại lễ này trùng với ngày rằm tháng 7 hàng năm, cũng là ngày xá tội vong nhân theo phong tục của Á Đông. Tỉnh thất Đạt Quang trực thuộc Phước Bửu Tự, do Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước làm trụ trì, trông coi tỉnh thất như chức việc giám tự đối với chùa này là Sa Di Thích Thiên Giác. Tỉnh thất Đạt Quang tọa lạc tại ấp 2B xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi Chư Tăng của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hòa Thượng Thích Không Tánh chủ trì cử hành đại lễ thì rất nhiều công an mặc sắc phục và nhân viên công quyền với thái độ hung tợn, sòng sọc xông đến, tràn thẳng vào tỉnh thất nơi hành lễ, to tiếng sách nhiễu, mục đích ngăn cản Hòa Thượng Thích Không Tánh tiếp tục tiến hành buổi lễ. Trước sự việc thất đức vô đạo này, Phật tử đã lên tiếng chất vấn lý do tại sao chính quyền sở tại lại có cách hành xử côn đồ như vậy, đặc biệt trong lúc Chư Tăng cùng người dân tín đồ hành lễ trong ngày đại lễ báo hiếu và xá tội vong nhân. Một ngày đại lễ thể hiện đức hiếu đạo của người Việt Nam đã được lưu giữ hàng ngàn năm qua. Câu trả lời từ phía công an cũng hỗn tạp như cái cách mà họ sòng sọc xông vào tỉnh thất. Nếu Hòa Thượng Thích Không Tánh muốn đến tỉnh thất này hành lễ thì phải xin phép chính quyền sở tại, bởi vì Hòa Thượng không phải là trụ trì ở đây, không tạm trú, không thường trú tại địa phương, và họ vẫn giữ quan điểm này, tiếp tục cố tình gây rối, khiến cho Hòa Thượng phải ngừng buổi lễ mà rời đi. Qua câu trả lời cùng với yêu cầu vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do đi lại của người dân như vậy, cho nên người dân, Phật tử hiện diện tại tỉnh thất đã phản ứng, phản đối dữ dội trước việc làm trái luật này của chính quyền, dù rằng buổi hành lễ vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Tuy nhiên, những người sân đại diện cho chính quyền vẫn gây ồn ào, một số ngồi lì, một số đi lại gây phản cảm vô cùng. Cũng cần nhắc lại, chùa Phước Bửu và tỉnh thất Đạt Quang do Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước trụ trì đã rất nhiều lần bị chính quyền nơi đây sách nhiễu bằng nhiều cách khác nhau. Trong nhiều thập kỷ qua, chùa Phước Bửu đã từng bị đốt trụi mà thủ phạm, theo nhận định của nhân dân, chính là chính quyền. Năm 2016, chính quyền đã ngăn cản bắt nhà chùa phải tháo dỡ, phá bỏ một công trình nhà gỗ được Phật tử cùng nhau cúng dường Tam Bảo xây dựng mà thành. Tiếp sau, năm 2018, chính quyền lại tiếp tục dùng vũ lực đập phá một tượng Quan Âm Lộ Thiên cả đế có chiều cao 3 mét. Còn Hòa Thượng Thích Không Tánh đã trở thành sư oan gần 3 năm qua khi ngôi chùa Liên Trì do Hòa Thượng trụ trì ở quận 2 Sài Gòn đã bị chính quyền xu quân đập phá, cướp đất vào tháng 9 2016. Ngoài ra, chính quyền không cấp lại chứng minh nhân dân cho Hòa Thượng khi chứng minh nhân dân của ông hết hạn từ năm 2018, nhằm mục đích ngăn cản sự tự do đi lại của Hòa Thượng. Bên cạnh đó, họ không ngừng sách nhiễu, đe dọa, quấy phá mỗi khi Hòa Thượng được đồng đạo hay tín đồ cung thỉnh đến chứng giám trong những dịp cúng lễ lộc nào đó tại chùa hay tư gia. Cũng ngay trong buổi tối cùng ngày 14 tháng 7 âm lịch, khi Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng Chư Tăng hành lễ Vu Lan tương tự tại Phước Bửu Tự, hàng chục an ninh thường phục đã nhận lệnh vào chùa tìm cách quấy nhiễu buổi lễ, mà trong không gian thời gian đó rất cần sự tôn nghiêm trang trọng.
qua sự việc vừa xảy ra, cũng như sự việc diễn ra lâu nay, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng sách nhiễu, đàn áp nhiều tu sĩ của tất cả tôn giáo đang hiện hữu tại Việt Nam nhưng nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Đồng thời, chính quyền còn ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng của người dân, triệt hạ những cơ sở thờ tự, chùa chiền, nhà thờ. Còn nhớ, hôm 9 Tây tháng 8 vừa qua, trong buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo ở Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói phải nhìn nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tôn giáo của mọi người dân. Đối chiếu với những gì đã và đang diễn ra trên đất nước này, nhất là vụ việc vừa diễn ra tại Phước Bửu Tự, có thể nói câu nói trên quả là một câu nói bịp bợm. Bài viết từ nguồn tác giả nhà báo Đàm Ngọc Tuyên. Vâng, chúng ta đã thấy được hình ảnh của thầy Thích Vĩnh Phước. Chắc chắn rằng thầy là một mẫu chân tu gần đạo và gần đời để hướng dẫn cho những ai luôn mang trên mình cái tín ngưỡng gọi là nhân văn hơn trong thờ phượng Phật giáo. Rồi còn đó là thầy Thích Không Tánh. Chúng ta đã thấy được hình ảnh của một vị chân tu ngồi ủ rũ bên đống tro tàn tại chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, quận 2 năm 2016. Chúng ta đã thấy được những vị chân tu này cũng vì phát huy cái tinh thần yêu quê hương, đất nước, dân tộc vậy mà luôn bị nhà cầm quyền bêu rếu. Và còn đó là thầy Thích Không Tánh là một trong những cựu tù nhân về tôn giáo. Thực sự mà nói, tôn giáo Việt Nam có được tự do hay không? Chắc chắn rằng chúng ta và cả quốc tế cũng đã hiểu rõ cái vấn đề này. Nhà cầm quyền Cộng sản đang muốn kiềm nén về tôn giáo cũng như là những người bất đồng chính kiến với họ. Vì thế mà cách đây một năm thôi, chúng ta đã biết được cái vụ live show Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tính bị đánh phá. Và Nguyễn Tính, nhà báo Phạm Đoan Trang, rồi kỹ sư Nguyễn Đại đã bị đánh đập tàn nhẫn. Chúng ta đã thấy được rằng một cái hình ảnh chỉ mang cái tính là ca nhạc để mà mọi người cùng yêu thương lẫn nhau trong cái tình liên đới nhìn về quê hương đất nước, rồi lại bị điều này, điều nọ, điều kia sách nhiễu trong suốt cả năm qua. Một lần nữa thì Trần Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị nghe cùng nỗi lòng với nhà báo Phạm Đoan Trang, Facebooker Võ Hồng Liên và kỹ sư Nguyễn Đại cùng với những hình ảnh kỷ niệm của live show Nguyễn Tính. Tự thuật và suy nghĩ từ live show Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tính. Bài viết từ nguồn tác giả nhà báo Phạm Đoan Trang. Một năm đã trôi qua kể từ live show Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tính bị công an gây rối và đánh pháo vào lúc 9 giờ tối ngày 15 Tây tháng 8 2018. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà chúng, an ninh, cảnh sát, cán bộ quản giáo văn hóa lại hành xử điên dại, mất hết lý trí như thế. Suy cho cùng thì đó chỉ là một đêm nhạc. 9-10 tháng sau live show ấy, chúng vẫn tiếp tục bắt cóc, thẩm vấn một số khán giả có mặt trong đêm nhạc. Qua những gì chúng vặn vẹo người ta, có thể phỏng đoán rằng chúng nghĩ live show là một cuộc tụ tập đông người và bị phản động lợi dụng để tuyên truyền, kích động, chuẩn bị biểu tình. Thời gian đó, dự luật bán nước đặc khu vẫn đang treo lơ lửng trên đầu mọi người. Khi lao vào đánh phá live show, bắt bớ và khủng bố khán giả, gồm đa số là phụ nữ, người già, có người mẹ trẻ còn bế theo con nhỏ 2-3 tuổi, công an cũng ra sức tìm kiếm xem có tài liệu phản động nào không, nhưng không thấy. Trong cơn điên vì hố hàng, chúng đã ra tay đàn áp mạnh những người chúng cho là cầm đầu, và cho tới nay vẫn ra sức đẩy việc điều tra theo hướng chúng nhận định ban đầu. Về phần tôi, sau này có những nhà ngoại giao hay nhà báo phương Tây hỏi tôi, theo bạn, vì lý do gì mà công an đàn áp live show Nguyễn Tính? Tôi thường trả lời, chẳng biết. Vấn đề là tôi chỉ dự với tư cách khán giả, chứ giả sử tôi có đàn hát gì hôm ấy thì tôi sẽ hỏi công an, sao tôi hát dở lắm à? Facebook Võ Hồng Ly. Nhắc lại một năm kỷ niệm live show không thể nào quên của em Nguyễn Tính tại Sài Gòn. Mãi mê live stream
và nghe em Tín hát mà Hồng Ly đã không hề hay biết những gì đang diễn ra phía sau lưng mình lúc ấy. Cảm phục sự bình tĩnh của em Tín khi vẫn lên hát dù đám đông an ninh đã ở ngay bên dưới và tìm cách cản trở live show. Thương chị Trang, anh Đại và em Tín đã bị an ninh đánh đập tàn nhẫn chỉ vì đưa những tiếng hát của tình yêu đất nước đến với nhiều người. Love you all. Còn lời tự thuật của Facebooker kỹ sư Nguyễn Đại, một số bạn hỏi: một năm rồi có làm kỷ niệm live show không, kể cho các bạn nghe với. Khi bạn bị bao vải trùm đầu, hai tay trói sau lưng, dẫn vô một khu đất ẩm ướt dinh dính, rồi bị đặt dựa vào một cái cây, đúng là dựa cột theo nghĩa đen. Khi bạn biết là với đám áp giải bạn thì chúng không ngại ngừng nếu thịt bạn chỉ là có lợn hay không mà thôi. Khi bạn đang đoán cách nào sẽ tông thẳng vào người hay một cây gỗ đập đầu hay dao thì bạn sẽ thấy một luồng gì đó lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng, rồi vùn vụt hình ảnh bố, mẹ, vợ con chạy vụt qua trong tâm trí của bạn. Và bạn thở dài, lãng xẹt thật. Thì tiếng xe bên kia đề máy bỏ đi, bạn thở phào nhẹ nhõm. Ai trải qua cảm giác đó rồi thì không biết sợ chết. Thương Sài Gòn số kia ngập ngùi, thương về thằng con trên xa xôi. Thương Sài Gòn số kia ngập ngùi. Vâng, đó là hương vị và là những cái món quà kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tín gửi đến cho những ai yêu mến tiếng hát của anh. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đi cùng thời lượng quảng cáo. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook câu like. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Những món ăn dân dã đặc sản vùng miền Tây Nam Bộ từ cô Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt từ quốc nội ra tới hải ngoại. Xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với cô để có được những sản phẩm đặc sản vùng miền và thực hợp vệ sinh. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Mùa trung thu đã về là lúc chúng ta thấy được lời yêu thương, lòng chia sẻ nơi tình lương ái được lan tỏa. Kính mong quý vị kết nối với Facebooker Phạm Uyên và luật sư Nguyễn Văn Miến để chúng ta tận hưởng niềm hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè khắp mọi nơi. Fresh Bakery, em ngọt ngào, là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thật ân ý và hợp vệ sinh. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Like Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Like Nguyễn. Chill Cafe Book Garden và Chill Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chill Coffee. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Hải sản biển sạch tươi ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, mình lại trở về cái bản tin ngày hôm nay của tuổi trẻ yêu nước News. Một lần nữa thì Trường Vũ Anh Bình mến dẫn đưa quý cô chú bác anh chị mình đi qua một cái
tiêu đề mà chúng ta cần nên cập nhật. Đó là về cái vấn đề tiêu chuẩn cộng đồng Facebook. Thì ở đây chúng ta đã thấy được rằng thời gian đây là thời gian mà chúng ta luôn bị, hoặc là chúng ta luôn thấy những anh chị em mình bị xóa tớt nè, rồi khóa nick trong một cái thời gian nè, rồi hoặc là xóa luôn cái tài khoản của mình luôn. Chính vì vậy mà chúng ta phải nên cập nhật những cái tin tức để chúng ta cân nhắc khi mà chúng ta có cái sự tương tác trên cái không gian mạng này. Một lần nữa, Trung Vũ Anh Bình mới mời cô chú anh chị đi qua bản tin từ nhà báo Nguyễn Văn Trung Sơn và đảng trưởng Mắm Tôm Phan Văn Bách. Xin mời quý vị. Theo Facebook Nguyễn Văn Sơn Trung, các anh chị em phải chú ý với những cụm từ bị báo spam, phải tìm giải pháp tránh bị xóa bài, khóa tài khoản, khóa nhóm. Bà Marin cũng nhấn mạnh, có rất nhiều lý do mà Facebook đã xóa tài khoản cũng như xóa các bài viết của các bạn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, như đưa các thông tin cá nhân của người khác hoặc của bản thân lên trên mạng xã hội như hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, chứng minh thư, số điện thoại, mà trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại cầm tay. Lý do thứ hai là các bạn đưa những hình ảnh được Facebook cho rằng ăn mặc quá hở hang, khiêu dâm hoặc hình ảnh trẻ em tắm đều đã được Facebook đưa vào hệ thống theo dõi và ghi nhận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Chính vì vậy, các bạn đều bị xóa status, khóa tài khoản. Lý do thứ ba là do sử dụng các từ ngữ, từ khóa mang tính chất miệt thị, ví dụ như trung cẩu, hay các bạn sử dụng những từ ngữ chửi rủa cả một đất nước khác, dân tộc khác. Những từ khóa này đều đã được đưa vào hệ thống nhận diện của Facebook, và khi gặp các status như vậy thì ngay lập tức sẽ bị xóa và khóa tài khoản trong thời gian nhất định. Lý do thứ tư, do các bạn dùng những lời lẽ miệt thị, chửi rủa những chính trị gia của bất cứ nước nào, của cá nhân nào khi từ khóa này đã được cài đặt trong từ khóa của Facebook, và cũng gây ra xóa status, khóa tài khoản của bạn. Lý do thứ năm, khi bạn đăng nhập tài khoản Facebook trên nhiều thiết bị mới khác nhau, nếu đăng nhập nhầm mã số tài khoản vài lần thì hệ thống bảo mật sẽ được kích hoạt khóa ngay tài khoản này. Để bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản chỉ có thể được mở lại sau khi Facebook xác minh được thông tin chính chủ. Theo tiêu chuẩn của cộng đồng Facebook đã công bố thì các bạn có thể miệt thị, chửi rủa những tội phạm chiến tranh, ví dụ như Hitler, họ đã có phán quyết của tòa án. Còn các chính trị gia khác, mặc dù theo quan điểm chung được cho rằng là độc tài, tham nhũng, nhưng nếu các bạn sử dụng những từ ngữ xúc phạm nhân phẩm những người này thì cũng dẫn đến hậu quả xấu cho Facebook của mình. Trong danh sách 51 người được gửi đến Facebook đã bị xóa status, khóa tài khoản đã được kiểm tra rất chi tiết từng trường hợp. Kết quả cho thấy đa số những Facebook này đã được khôi phục trở lại. Điều đáng lưu ý là ranh giới giữa nhục mạ một đất nước, một cá nhân hay mang tính chất đả kích rất gần với nhau, nên phần mềm trí tuệ nhân tạo của Facebook đã không thể nhận ra một cách rõ ràng, dẫn đến người dùng bị khóa tài khoản chưa đúng đắn. Chính điều đó, Facebook xác nhận và sửa chữa lỗi bằng cách mở lại các status và tài khoản trong danh sách 51 người này. Ngoài ra, Facebook cũng cho biết sẽ cập nhật hệ thống để tránh xóa, khóa nhầm các tài khoản của người dùng. Bà Marin, tổ chức phóng viên không biên giới ROG, cũng mong muốn người sử dụng Facebook tại Việt Nam không nên đưa những thông tin cá nhân, dữ liệu riêng tư, kể cả của mình như hộ chiếu, thẻ căn cước, những thông tin liên quan đến cá nhân khác, hoặc không nên sử dụng những từ ngữ miệt thị như trung cẩu, chó Trung Quốc, bởi những điều đó sẽ dẫn đến xóa status và khóa tài khoản rất nhanh vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook đã đề ra. Vâng, chào ông bà, anh chị em, những người trên mạng xã hội Facebook. Bách chia sẻ cái clip này để khuyến cáo với mọi người rằng là khi mà ta viết bài trên Facebook ấy, thì ta tránh cái việc ví một cái quốc gia hay là một cái tổ chức hoặc là một cá nhân nào đó, ví dụ như là những lãnh đạo quốc gia là chó, bởi vì nếu mà ví như thế thì theo tiêu chuẩn của cộng đồng của Facebook, đặc biệt là Facebook Việt Nam, họ sẽ có một cái thuật toán và lập tức họ sẽ khóa nick của các bạn lại. Và nick Facebook của tôi là từ hôm 15 tháng 7 tôi có làm một cái clip và một cái bài viết, ở trên đó tôi có nói rằng tôi có ví Trung Quốc là chó, là cẩu, nó dùng từ trung cẩu. Và chính vì cái từ trung cẩu đấy, lập tức tôi bị cái thuật toán của Facebook nó họ khóa luôn nick 30 ngày. Và hôm nay nick của tôi mới được mở lại. Vậy tôi làm cái clip này để khuyến cáo mọi người là nếu mà không muốn được khóa nick, hết sức tránh cái việc ví Trung Quốc là chó, tức là dùng cái từ trung cẩu đấy.
Vì từ trung cẩu là một cái từ khóa được Facebook. Từ trung cẩu là từ khóa được Facebook. Làm cái thuật toán để khóa nick mọi người nên mọi người rất tránh. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, tới giờ này mà vẫn chưa có cái tin tức cập nhật về bài tư chính. Nhưng không sao, nhìn về hiện tình Việt Nam không phải là một ngày một bữa chúng ta có được cái kết quả. Chính vì thế, chúng ta hãy cố gắng chờ đợi để có được những cái tin tức gửi về cho chúng ta được biết thêm về bài tư chính. Một lần nữa, trở lại với bản tin ngày hôm nay, Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đi cùng bản tin về vụ nổ tên lửa xảy ra tại Nga đã làm chết 5 kỹ sư ở đây là do nhiễm chất phóng xạ. Xin mời quý cô chú bác anh chị đi qua bản tin. Theo VOA, Nga mức độ phóng xạ tăng gấp 4 đến 16 lần gần nơi xảy ra vụ nổ tên lửa. Hôm 13 tháng 8, hàng ngàn người tham dự lễ tang tiễn đưa 5 kỹ sư hạt nhân của Nga chết trong một vụ nổ khi họ thử nghiệm một động cơ tên lửa mới vào tuần trước, một thảm kịch làm tăng lo sợ về nguy cơ nhiễm phóng xạ và đặt ra nghi vấn về một chương trình vũ khí bí mật của Moscow. Hãng tin Reuters cho biết, 5 kỹ sư qua đời hôm 8 tháng 8 đã được đưa đến nơi an nghỉ tại thành phố Sarov, nơi đặt trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí Hạt nhân chính của Nga. Ban đầu, Bộ Quốc phòng Nga loan cáo chỉ có 2 người chết và 6 người bị thương trong vụ nổ tại khu vực thử nghiệm của Hải quân gần làng Nyonosa thuộc tỉnh Arkhangelsk. Mức độ phóng xạ ở thành phố Severodvinsk cách làng Nyonosa khoảng 50 km đã tăng tới 16 lần vào ngày 8 tháng 8. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ cơ quan khí tượng của Nga cho biết hôm 13 tháng 8. Bộ Quốc phòng ban đầu cho biết phóng xạ nền vẫn bình thường sau sự cố hôm 8 tháng 8, nhưng chính quyền thành phố ở Severodvinsk cho biết mức độ phóng xạ đã có sự gia tăng đột biến. Tổ chức Greenpeace cho biết mức độ phóng xạ tăng 20 lần. Ta cùng trở lại hiện trường Hồng Kông để xem được những cái hiện tượng hữu ích từ người dân Hồng Kông khi họ đi xuống đường. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mới mời quý cô chú bác anh chị cùng nhau xuống đường với người dân Hồng Kông. Trang tin phong trào Dù Vàng và Facebooker Võ Hồng Ly. Xin mời quý vị. Theo trang tin Dù Vàng Hồng Kông, Trung Quốc hứng chịu 4 cú sốc kinh tế do ảnh hưởng thương chiến Mỹ-Trung. 1. Chuỗi sản xuất công nghiệp bị phá hủy. 2. Bùng nổ thất nghiệp. 3. Xuất khẩu giảm mạnh. 4. Đồng nhân dân tệ mất giá nhanh. Quên thằng nhà báo Nhật báo toàn cầu đi. Dạo này Trung Quốc đưa ca này lên làm lu mờ phong trào biểu tình Hồng Kông trong mắt thế giới. Các công chức Hồng Kông vẫn tiếp tục đưa ra kiến nghị lần thứ 2 chống lại việc sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát trong việc xử lý các cuộc biểu tình và cảnh báo nếu chính phủ không phản ứng có thể leo thang bằng cách các cuộc biểu tình hoặc thậm chí đình công. Biểu tình ôn hòa ở Trung Quốc. Dân oan đòi đất, ý lộn, xin trả lại đất ở Giang Tô, hèn chi lại lòng lộn tố Hồng Kông là khủng bố. Theo nguồn Facebooker Võ Hồng Ly, lực lượng quân đội Trung Cộng diễu hành sát biên giới Hồng Kông hôm 15 tây tháng 8 2019, phóng viên của AFP đã chứng kiến hàng ngàn binh lính thuộc quân đội của Trung Cộng vừa vẫy cờ đỏ, vừa diễu hành bên trong một sân vận động thể thao ở Thâm Quyến, một thành phố nằm bên kia biên giới của Hồng Kông, bên ngoài sân vận động. Là rất nhiều xe tải và xe bọc thép của quân đội Trung Cộng đã được đưa về. Truyền thông Bắc Kinh đưa tin rằng lực lượng tập hợp tại Thâm Quyến là của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân PAP nằm dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, Nhật báo Nhân dân và Thời báo Toàn cầu. Hai trong số các cơ quan truyền thông nhà nước mạnh nhất cũng đã công bố các video vào thứ Hai vừa qua về sứ mệnh của lực lượng PAP ở Thâm Quyến. PAP là lực lượng chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động đấu tranh chống tội phạm, tấn công khủng bố và các sự cố an ninh xã hội khác như khủng hoảng, bạo loạn ở mức độ bạo lực nghiêm trọng. Riêng chỉ trong tuần này, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã hai lần so sánh các cuộc biểu tình bạo lực ở Hồng Kông với nhóm khủng bố Hồi giáo và liên tục mô tả những người biểu tình Hồng Kông là những kẻ bạo loạn. Tổng biên tập Thời báo Toàn cầu Hu Xiyin cho biết sự hiện diện của quân sự ở Thâm Quyến là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng can thiệp vào Hồng Kông nếu những cuộc biểu tình của người Hồng Kông tiếp tục bị đẩy xa hơn. Thì việc nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trực tiếp can thiệp bằng quân sự bất cứ lúc nào sẽ là điều khó tránh khỏi. James Chad, một chuyên gia quân sự tại Đại học Công nghệ Nanyang,
của Singapore cho biết việc triển khai quân đội đến thăm quyến vừa để thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Cộng, vừa phát đi một thông điệp răn đe những người biểu tình khi quyết định leo thang những đòi hỏi của họ. Vị chuyên gia này nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu rất rõ việc chuyển quân đến Hồng Kông sẽ gây phẫn nộ cho những người biểu tình và càng tạo ra những phản ứng bất bình chống lại Trung Cộng. Hôm thứ Ba vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết trên Twitter rằng tình báo Mỹ đã xác nhận việc chuyển quân của Trung Cộng tại khu vực biên giới Hồng Kông. Ông kêu gọi các bên cẩn thận và kiềm chế. Vâng, Trường Vũ Anh Bình cảm ơn quý cô chú bác anh chị đã luôn theo dõi và đồng hành từng bước chân với tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Một lần nữa để thay lời tri ân này, xin quý vị đi cùng qua không gian âm nhạc với tuổi trẻ yêu nước News với tiếng hát của nữ ca sĩ, nhà báo Phạm Đoan Trang. Vâng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong bản tin ngày mai nếu chúng ta có duyên nhé. I was 6, we rode our horses made of stick. I wore black and she wore white, but I would always win the fight. Bang, bang, I shot her down. Bang, bang, she hits the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me. Shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. You used to shoot me down. Xưa.